ban mặt cho đất, ban lưng cho trời, mà những cơn gian bao âu lo vui buồn. Trời đèo mưa nắng về quê tôi hôm nay vui sao, những người tiếng hát sông sang không làm đồng hôm nay ngô vai trên hoa bức tranh quê tươi màu nắng ơi, đồng xanh xanh mướt dây dọc ngang như vùng làng về tiếng máy reo vang. Người quê tôi vẫn hoan câu hát, người nông dân không lo mất mùa. Quê mình hôm nay bao nhiêu đổi thay, không còn hộ nghèo túng thiếu ăn tay, đường liên thôn xe đi như phố, người quê tôi chúng tôi bên đoàn. Lúa xanh ngập đồng bánh reo rộn ràng, tỏi bao ước mơ. Nhớ công ơn đảng hát ca vui mừng, đời bao ấm no. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phóng sự thực tế hôm nay, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Hà Giang xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn một xã về động lực kinh tế, đó là xã Hùng An của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Để tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội của xã Hùng An, xin mời các bạn sẽ hướng mắt cùng theo chúng tôi trong quá trình làm việc để tìm hiểu thêm về những cái thông tin của xã Hùng An đã phát triển như thế nào. Xin mời các bạn theo chúng tôi. Xin đồng chí cho biết về cái thành quả, thành tựu đạt được về kinh tế phát triển, xã hội, an ninh quốc phòng của toàn xã trong năm 2020 và cái phương hướng nhiệm vụ của mình trong năm 2021. Vâng. Thưa các đồng chí, tính đến thời điểm này là cũng vào tháng 12, cũng đang căn cứ vào cái chỉ đạo của huyện ủy Bắc Quang thì chúng tôi đang cho đánh giá cái kết quả thực hiện trên tất cả các lĩnh vực giao theo cái nghị quyết của 2020. Thì cũng là rất là phấn khởi. Qua đánh giá các tiến độ thực hiện từ tháng 10 cho đến nay, thì đối với xã Hồng An theo cái chỉ tiêu nghị quyết và cái chỉ tiêu quan nhà nước giao năm 2020, đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số cái chỉ tiêu. Còn cái mục tiêu, chỉ tiêu phương hướng của năm 2021 ấy, đến giờ phút này chúng tôi đã xác định. Cái thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện và có thể mà Hội đồng dân tỉnh thông qua thì tới này sẽ được đón nhận cái kết quả là hoàn thiện cái đô thị loại 5 cho xã Hồng An, là một cái vùng động lực của huyện Bắc Quang. Đấy cũng là cái vệ tinh cho trung tâm huyện. Đấy, chính là lấy cái mục tiêu là của xã Hồng An. Thưa quý vị và các bạn, và phòng chức năng đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hồng An, huyện Bắc Quang, đó là bộ phận hành chính một cửa. Sau đây xin mời các bạn cùng theo tôi. Thưa quý vị và các bạn, bộ phận hành chính một cửa của trung tâm xã Hồng An đó là một bộ phận giải quyết rất nhiều công việc. Ở đây chúng ta có thể thấy phía trước đây là phía bàn làm việc của cán bộ công chức tư pháp và hộ tịch, và tiếp theo đó là về vấn đề văn thư lưu trữ, và tiếp theo nữa quý vị và các bạn có nhìn thấy đó là về địa chính, và một phần không thể thiếu đó là về lĩnh vực lao động thương binh xã hội. Trong nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm năm 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Hùng An đã đạt được những cái thành tựu kết quả đáng to lớn như xây dựng nông thôn tự chủ, tự quản kiểu mẫu, xây dựng thôn điển hình về phát triển kinh tế, xây dựng thôn phát triển toàn diện, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động hiệu quả, hiệu lực, triển khai cho các thôn đăng ký xây dựng, bổ sung các tuyến đường bê tông nông thôn. Các trường học đã linh hoạt, sáng tạo và chủ động trong xây dựng kế hoạch quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Về y tế, duy trì tốt công tác trực, khám chữa bệnh, công tác chăm sóc sức khỏe luôn được quan tâm, xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phối hợp với các ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến trên địa bàn của xã. Các thôn luôn phát huy, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện tốt hương ước, quy ước đã đề ra. Về quốc phòng, duy trì thực hiện tốt các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuyển quân đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tạm chia tay với trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hùng An. Chúng tôi sẽ đến thôn đầu tiên, đó là thôn An Tiến,
xã Hùng An của huyện Bắc Quang. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo chúng tôi những thước phim rất là giá trị để xem là những hình ảnh về thôn An Tiến, xã Hùng An hiện nay đang có những cái gì. Và xin mời các bạn cùng theo chúng tôi. Xin chào anh. Vâng, chào anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hôm nay đang đứng trước trụ sở thôn An Tiến của xã Hùng An, huyện Bắc Quang. Và kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay đón tiếp tôi có đồng chí Lý Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng An. Thưa anh Tòng, có thể cho khán giả được biết là hiện nay là cái thôn An Tiến của xã Hùng An chúng ta hiện nay là có cái cơ ngơi rất là bề thế này, địa hình rất là đẹp này. Chúng tôi muốn hiểu sâu hơn về vấn đề này, xin anh giới thiệu qua một đôi chút. Vâng, giới thiệu với anh cùng toàn thể quý vị. Thì đối với thôn An Tiến thì rất vinh dự năm 2020 được huyện và cũng như xã được lựa chọn là thôn phát triển toàn diện. Thì trong quá trình xây dựng thôn phát triển toàn diện thì có 6 tiêu chí. Thì tất cả các tiêu chí đã hoàn thiện hết rồi. Các quý vị cũng như anh có thể thấy là đối với khuôn viên của hội trường thôn là trên 2.000m² và cũng như là xây dựng cơ sở hạ tầng đối với trục đường liên thôn thì được có cái đèn thắp sáng. Có thể là lát nữa tôi sẽ dẫn anh đi tham quan. Còn đây có thể là anh sẽ được xem các cái cơ ngơi đối với hội trường thôn. Xin mời anh ạ. Cảm ơn anh. Thưa anh Phạm Ngọc Dũng, được sự giới thiệu của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, hôm nay anh em đoàn làm phim chúng tôi đến đây và được tham quan và chiêm ngưỡng những cái hình ảnh rất là đẹp về cái trụ sở của thôn An Tiến của xã Hùng An. Xin anh cho biết thêm tạo được lên một cái không gian đẹp như này ạ. Thì cũng như là vì cái đời sống về cho cái phát triển văn hóa, kinh tế xã hội ở tại địa phương. Thì đối với nhu cầu của bà nhất thiết của bà con ấy, thì là trong cái việc là xây dựng cái đời sống khu dân cư lành mạnh thì bản thân thì đối thôn cũng rất trăn trở. Thì là trước kia ở cái nhà văn hóa là ngoài cái vị trí kia nó chật, và hai nữa là nó gần chợ thì nó rất là nhếch nhác và mất vệ sinh, nên vì thế là chi bộ và cũng như là cũng được sự quan tâm của Đảng ủy xã Hùng An nên đã tạo điều kiện cho thôn An Tiến được tiếp cận vào cái vị trí đất xin của xã hội hóa. Vì vậy là nhân dân cũng đã đồng tình rất cao trong cái việc là tuyên truyền nhân dân là cùng nhau rồi đóng góp để xã hội hóa, ta thực hiện cái nội dung ở trong cái khuôn viên nhà văn hóa này hiện nay như này. Được sang trang như ngày hôm nay thì tôi cũng phải thấy là cái nhất là trước mắt là đối với chi bộ là đã và đảng viên đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, cho nên bà con đã nhận thức được là cần xây dựng cho đời con trẻ cháu những cái khuôn viên xanh sạch đẹp để làm sao là trong cái việc là rèn luyện sức khỏe để nâng cao cái nhận thức dân trí trong cái đời sống ở địa phương. Và hai nữa là đối với xã hội hóa hiện tại thì lúc đầu thì cũng cảm thấy cũng không ít khó khăn, sau bà con hiểu dần thì bà con cũng đồng tình nhất trí cao để coi nhà cùng nhau coi bàn bạc dân chủ để thống nhất các cái hạng mục để xây dựng trong khuôn viên này. Thì vì vậy là khi xây dựng khuôn viên này thì là đối với cái chi phí nó rất lớn, nhưng mà đối với sự đồng tình nhất trí cao của bà con nhân dân ấy là quyết tâm đóng góp để thực hiện được. Và hai nữa là khi xây dựng xong rồi thì bà con thấy là trong khuôn viên này nó còn những cái là thiếu thốn khó khăn, thì bà con cần thiết bà con vận động bà con ủng hộ được những cái ghế đá này, những cái cây xanh này để tạo cảnh quan bóng mát cho cái khuôn viên này. Thế làm cái là tôi thấy là nghị quyết của Đảng đã được rất là được nhân dân đồng tình được thực hiện tốt. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là sau này đối với cá nhân của anh, rồi đối với chính quyền của nhân dân của xã Hùng An và toàn thể bà con nhân dân của thôn An Tiến sẽ cùng nhau chung tay và góp sức và đóng góp lên những cái thành công lớn hơn. Và chúng tôi mong muốn rằng lần sau chúng tôi quay lại thì sẽ có cái khuôn viên đẹp hơn như này. Xin chúc mừng các anh rất nhiều ạ. Vâng, cảm ơn anh. Đoàn chúng tôi được đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng An đưa chúng tôi đi tham quan hộ gia đình đầu tiên. Đó là hộ gia đình của anh Phạm Huy Thế, vừa là bí thư chi bộ, vừa là trưởng thôn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo chúng tôi để xem hiện nay gia đình anh đã kinh doanh tăng gia và sản xuất được những mặt hàng và cây cối như thế nào. Xin mời các bạn theo tôi. Xin chào anh ạ.
Giới thiệu anh một chút. Bọn em là bên Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Hà Giang. Hôm nay về cái thực hiện một cái phóng sự thực tế về sự phát triển về kinh tế chính trị xã hội của địa phương. Và hôm nay được đồng chí Khởi là Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã hôm nay giới thiệu đến tham quan cơ sở nhà anh. Vậy thì hôm nay thì xin phép anh là cho đoàn làm phim chúng tôi được ghi lại những cái hình ảnh. Xin anh cho biết là hiện nay gia đình nhà mình hiện nay có những mô hình trồng cây là gồm những cây gì? Hiện nay thì mô hình vườn của gia đình thì có cây vải và cây nhãn, cây táo, rồi hồng xiêm và cây bưởi da xanh, rồi cây cam vinh. Vâng. Anh có thể cho anh em đi xem trực tiếp tại vườn cây nhà mình nhỉ? Vâng, sau đây xin mời các anh đi tham quan mô hình của gia đình. Đây là vườn cây vải anh nhỉ? Đây là vườn vải. Đấy. Vâng. Vải này thì gọi là vải Lai U, đấy. Nguồn gốc là lấy từ dưới Hưng Yên lên. Đấy. Vâng. Và cây vải thì cho giá trị kinh tế thì cũng rất là ổn định. Hiện nay mình có bao nhiêu gốc vải cây vải như này anh nhỉ? Hiện nay thì gia đình thì có 320 gốc. Vâng. Thế ví dụ như mà bây giờ hàng năm thì cái dự kiến thu hoạch của mình thì mỗi một gốc vải được khoảng là bao nhiêu cân? Bao nhiêu kg? Mỗi một gốc vải thì tính bình quân cũng đạt tầm 6-70 cân một gốc. Vâng, 6-70 cân một gốc. Vâng. Hiện nay là giá thị trường bây giờ thì giá trung bình thì nó khoảng là bao tiền một cân anh nhỉ? Giá thị trường thì mấy năm trước là được giá lắm, nhưng mà có riêng cái năm ngoái này do ảnh hưởng về Covid cho nên là bình quân giá chỉ đạt tầm 14-15 nghìn một cân. 14-15 nghìn một cân. Vâng. Vâng. Đây là mô hình cây vải. Vâng. Cây vải này nguồn gốc anh nhập là từ khi mình lấy giống là lấy giống ở đâu? Cây vải này là lấy giống là lấy tận ở dưới Hưng Yên. Hưng Yên. Vâng. Vâng. Nguồn gốc là Hưng Yên. Ở phủ Cừ Hưng Yên. Vâng. Vâng. Cái này mình phải về tận nơi lấy đấy nhỉ? Vâng, chọn đấy, lựa chọn. Về tận nơi đặt giống thì xong bắt đầu khi mà giống ra rễ cái là thuê xe chở từ dưới lên. Vâng. Quý vị và các bạn, như vậy là quý vị và các bạn vừa được chứng kiến cuộc trao đổi giữa tôi và đồng chí trưởng thôn, đặc biệt là chủ nhà luôn, thì đã xuất xứ, nguồn gốc xuất xứ của cây vải hiện nay phát triển rất tốt ở khu vực Bắc Quang. Và ngay sau đây xin mời anh tiếp tục, nhà mình còn cây gì nữa anh nhỉ? Vâng, sau đây xin mời các anh đi tham quan cây hồng xiêm. Cây hồng xiêm, vâng. Xin mời anh. Đây là cây hồng xiêm anh nhỉ? Vâng, đây là cây hồng xiêm. Anh có thể giới thiệu một chút về cây hồng xiêm không? Cây hồng xiêm này nếu mà nói là nguồn gốc của nó thì cũng vẫn là Hưng Yên. Vâng. Nếu mà nói thì riêng về cái giá trị của cây hồng xiêm thì hiện nay là đang ổn định nhất. Đấy là giá nếu mà quả loại A đấy là bây giờ họ đang bán 30.000 đến 40.000 một cân. Mà chất lượng thì rất là con. Hồng xiêm này gọi là hồng xiêm xoài. Hồng xiêm xoài à. Vâng. Giống là mình cũng lấy từ Hưng Yên lên. Vâng, giống người ta lấy ở trại giống Hưng Yên hết. Anh ơi, thêm một cây ví dụ như một cây như này này, như nhà mình đang trồng hiện nay thì cái tầm thu hoạch của nó thì được khoảng một vụ thì được khoảng bao nhiêu cân? Đấy, như cây này thì bình quân cái vụ năm nay nó phải đạt vào tầm khoảng độ 70 cân. 70 cân. Vâng. Cái giá của thị trường hiện nay là nó được bao nhiêu tiền một cân? Giá thị trường nếu mà bán xô cho khách, người ta vào đây người ta khác chọn quả chín mà người ta hái xong mình chỉ được cân là 15.000 một cân. 15.000 một cân. Vâng, nếu còn qua cái cung đoạn mà mình giống chín rồi mà đưa ra thị trường thì dao động nó bình quân nó tầm 25-30.000 một cân. Vâng. Hiện nay ở đây anh có bao nhiêu gốc nhỉ? Hồng xiêm thì số lượng hồng xiêm mình có ít thôi, có tầm trên 30 gốc thôi. Vâng. Hiện nay là có 30 gốc đúng không? Vâng. Hiện nay trong cái khu vườn nhà mình ấy thì còn có loại cây gì nữa nhỉ? Ngoài cây vải này, cây hồng xiêm này, thì hiện nay mình có cây gì nữa nhỉ? Còn có cây táo nữa. Cây táo nữa đúng không? Vâng. Thế thì anh em mình có thể đi thêm xem cây táo một chút nhỉ? Vâng. Vâng. Đây đi bên này. Chia tay với cây hồng xiêm, chúng tôi được bác Thế sẽ đưa đi thăm vườn táo. Và kính thưa quý vị, đây hiện nay trước mắt các bạn đang nhìn thấy đây là khu vực vườn táo của nhà anh Thế. Anh Thế, khu vực vườn táo nhà mình hiện nay có bao nhiêu gốc nhỉ? Vườn táo của nhà hôm nay hiện giờ đây là có tầm 180 gốc. 180 gốc ạ. Vâng. Mỗi một gốc này thu hoạch thì được khoảng bao nhiêu cân trong một mùa nhỉ? Nói chung là cái này năng suất thì nó cũng theo từng năm. Năm. Vâng. Như năm nay thì cái lượng quả thưa thế này thì chắc là năng suất cũng đạt thấp chứ không cao lắm. Vâng. Cái giống táo này là mình lấy từ đâu vậy anh? Giống táo này là về tận dưới viện cây ăn quả Lương Đình Của đấy, cũng Hải Dương. Vẫn là Hải Dương, nguồn gốc Hải Dương. Vâng. Chỗ huyện Gia Lộc Hải Dương. Vâng. Cái năng suất ở hiệu quả cây táo này thì so với các cây khác thì anh thấy như nào? Theo suy nghĩ của anh. Riêng về cây táo ấy thì nếu mà so về cái giá trị kinh tế thì là nó kinh tế. Đấy, bởi vì cây táo thì nó cũng không chín đồng loạt.
Vâng. Đấy cho nên là mình cứ chọn quả chín thì mình hái. À. Vâng, thì riêng cái thị trường của Hà Giang ấy thì là cũng được giá. Vâng. Vâng. Có nghĩa là khi thu hoạch ấy, thì mình phải lựa chọn đúng không? Vâng. Cái phần nào chín trước thì mình sẽ chín có thể hái để bán trước. Còn phần nào sau thì mình nó non thì mình có thể bán sau đúng không? Vâng, vâng. Vâng. À, thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn vừa xem qua những hình ảnh chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn vườn cây ăn quả của nhà anh Thế. Như vậy quý vị có thể thấy là ngoài những cây hồng xiêm, cây vải, hiện nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn một chút nữa, đó là hình ảnh của cây ổi. Và các bạn như thấy đấy, cây ổi là anh cũng lấy giống từ Hải Dương lên. Và như vậy các bạn có thể thấy là giống cây ở đây anh chăm sóc rất là tốt. Và hiện nay thì cây đang chuẩn bị cho quả thì có thể là anh đã dùng biện pháp khoa học kỹ thuật, tức là bỏ bớt phần ngọn của cây đi. Như vậy là cây nó sẽ phát triển từ từ. Và như vậy cái phần quả các bạn thấy đấy, hiện nay là gia đình đã bọc toàn bộ cái phần quả lại để sau này giữ cho đủ cái thương hiệu của cây ổi, của quả ổi khi ra đến thị trường sẽ được các bạn tin dùng. Đây, như các bạn đang xem, chúng tôi hy vọng rằng là sau cây ổi và nhà anh hiện nay còn phát triển thêm vấn đề về cây cam này. Hiện nay tổng khu đất diện tích chỗ này là trên 10 ha. Vậy chúng tôi cũng mong muốn là qua cái phóng sự này, qua cái bộ phim này, tôi cũng muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn chúng ta về những cái mô hình làm kinh tế tại địa phương như thế này. Đó là một mô hình rất đáng khuyến khích tới tất cả đồng bào và nhân dân chúng ta cùng học tập và làm theo gương của gia đình nhà anh Thế. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta vừa chia tay hộ gia đình nhà anh Thế. Và ngay sau đây chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn nữa, cũng là một cái mô hình về kinh tế. Đó, xin giới thiệu quý vị và các bạn cùng đến thăm nhà chị Thủy tại thôn Hùng Tâm. Nhà chị Thủy sẽ có những cái mô hình về nuôi cá, rồi cũng có hệ thống cây ăn quả. Các bạn sẽ cùng chúng tôi tham quan chi tiết gia đình nhà chị Thủy như thế nào. Xin mời các bạn cùng theo chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn về hộ gia đình nhà chị Thủy. Hiện nay gia đình nhà hộ chị Thủy có 2 chiếc ao cá rất là lớn. Và về cái sản lượng cá hàng năm, gia đình bây giờ lúc nào cũng có khoảng tầm trên 2 tấn cá. Như quý vị và các bạn sẽ được chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết tới quý vị và các bạn về hệ thống ao cá của nhà chị Thủy. Em cho hỏi một chút là gia đình nhà mình như thế này đang kinh doanh nuôi cá như thế này thì hiện nay cái số lượng sản lượng của cá này hiện nay thì mỗi một ao khoảng bao nhiêu cân cá? Bình quân mỗi một ao, nói chung là ao nuôi riêng châu Phi đơn tính thì nó rơi tầm khoảng 4.000 con, thì nó bình quân mỗi con tầm 8-9 lạng cân cân 2 thì nó rơi tầm 3 tấn. Ai à, ba tấn cá, ba nguyên đấy là nguyên châu Phi. Nguyên châu Phi, còn cái ao trên ao nuôi chuyên cá chấm thì nó rơi tầm khoảng 500-600 con, thì bình quân mỗi con tầm 3 cân. 3 cân. Đấy, là thế. 3-6-18 thì phải tấn, khoảng tầm 2 tấn, 2 tấn. Tầm gần 2 tấn. 2 tấn, 2 tấn cá. Riêng châu Phi đơn tính là 3 tấn. Thế thì cái này thì ví dụ như mình bán thì mình bắt tỉa bán dần hay là bán đồng một lúc? Vâng, nhà em thì nói chung là được nhà em đi chợ, cho nên là cứ bán tỉa đi chợ dần. À, bán dần. Có bao giờ mình bán cùng một lúc không? Không, lâu lắm rồi. Trước đây thì không có người đi chợ thì mới bán cùng một lúc. Bây giờ thì có người đi chợ thì đa số là... Nhưng gặp mà khách mà mua thì vẫn bán tỉa. Vâng. Đấy, nhưng không thì cứ tỉa đi chợ dần. Vâng, cảm ơn anh. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã giới thiệu, trước đây là chúng ta được xem hệ thống ao cá của nhà chị Thúy. Và bây giờ chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn hệ thống vườn cây bưởi của nhà chị Thúy. Hệ thống vườn cây bưởi và rất phù hợp với cái thổ nhưỡng và khí hậu của xã Hùng An của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Xin mời quý vị cùng theo chúng tôi. Này, các bạn có thể hình dung thấy là trái bưởi này rất là mọng này, to tròn này và vỏ rất là nhẵn. Tôi nghĩ là khí hậu rất hợp với cái cây bưởi ở đây. Và chúng tôi cũng mong muốn đồng bào khi xem những thước phim này, chúng ta hãy cùng chúng tôi và cùng nhân dân của xã, chúng ta sẽ cố gắng làm sao để đưa những cái giống cây bưởi như thế này càng nhiều hơn nữa để về cho đất Bắc Quang. Thưa quý vị và các bạn, được sự giới thiệu của chính quyền địa phương,
Hôm nay chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Đức Thụ. Nhà gia đình anh Nguyễn Đức Thụ là một trong những cơ sở sản xuất chè rất là lâu và hiện nay vẫn đang duy trì cái hoạt động sản xuất chè của mình tại địa phương. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp trực tiếp anh Thụ. Được sự giới thiệu của chính quyền địa phương thì hôm nay đoàn làm phim chúng tôi đến thăm trực tiếp với cơ sở sản xuất chè của anh. Xin anh cho biết là hiện nay cái cơ sở sản xuất chè mình còn sản xuất không và hiện nay đã làm được cái gì ạ? Vâng, thì báo cáo với các bác là thôi được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như các bác làm phim. Xin mời anh em trong đoàn làm phim vào nhà thăm để thăm cái từng bước của mô hình của gia đình chúng tôi để ra cái sản phẩm cuối cùng. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, và ngay sau đây tôi và anh Thụ sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem các bước như thế nào để khi chúng ta thành một cái sản phẩm chè để uống và chè xuất khẩu. Xin mời các bạn và các bạn cùng theo anh em chúng tôi. Anh Thụ ơi, cho bạn em hỏi một chút, theo cái công làm chè này thì có mất bao nhiêu công đoạn anh nhỉ? Vâng, có 4 công đoạn. À, 4 công đoạn. Vâng. Và đây là... Cái này là như thế này là con đầu tiên là như là nó lên này. Vâng. Là cái phần diệt men của múc chè tươi. Vâng. Thế sau khi ra sản phẩm đoạn cuối này thì chuyển lên khu máy bọ. Vâng. Đấy. Quý vị và các bạn có thể thấy đây là công đoạn đầu tiên và công đoạn thứ hai của cái công việc mà sản xuất chè. Khi chè đưa vào lò đằng bên kia, đưa sang đây thì sẽ ra khu vực sang chuyển sang khu vực thứ hai, đó là khu vực vò chè. Đây là khi máy vò ra thì là chuyển đến máy sấy. À, không thì máy vò này. Vâng. Sang máy sấy này. Sang máy sấy. Sang máy sấy thì mới ra cái máy sấy. Vâng, thế xong ra đến khu máy vò này, xong rồi ra khu máy sấy. Thế thì khu máy sấy thì đến ra công đoạn thứ tư là cuối cùng là công đoạn ra vào bom để coi như là ra cái búp chè nó tạo hình ấy, ra sản phẩm, ra sản phẩm cuối cùng là xuất khẩu. Như vậy là từ bắt đầu công đoạn từ đầu tiên này cho đến công đoạn cuối cùng thì tổng thời gian thì mất khoảng bao nhiêu lâu anh? Tổng thời gian thì nói chung là vào 4 tiếng ban đầu, 4 tiếng ban đầu và 6 tiếng về sau là mất 10 tiếng. Vâng, mất 10 tiếng. Anh ơi, cho hỏi anh một chút, thế là cái sản phẩm của mình như thế này em thấy rất là nhiều này. Thế vâng. Một năm thì anh có ước tính được mình nếu thu nhập thì lãi suất được khoảng bao nhiêu tiền? Tức là nếu mà tính cái lượng chè tươi vào thì nó tầm một khoảng 300 tấn. Vâng. Thế nhưng mà với lãi suất thì gọi là cái mức độ áng tính thì nói chung là cũng trong vòng khoảng nó vào khoảng 100 triệu. 100 triệu trên một năm. Trên một năm. Và em thay mặt cho đoàn làm phim chúc anh và gia đình nhé. Luôn luôn duy trì cái sản phẩm chè của mình đạt cái thương hiệu mong muốn nhất để cho nhiều cái thương lái người ta đến mua. Thưa quý vị và các bạn, chia tay với hộ gia đình làm chè của anh Nguyễn Đức Thụ, chúng tôi được chính quyền địa phương của thôn giới thiệu đến nhà chị Nguyễn Thị Thúy
Ở nhà chị Nguyễn Thị Thúy thì có mô hình chăn nuôi về lợn, trong đó thì có lợn giống, lợn thịt và chăn nuôi một số loài gia cầm khác. Và sau đây chúng tôi muốn mời quý vị các bạn chúng ta cùng xem là cái mô hình nhà chị Thúy hiện nay đã tăng gia sản xuất về những cái gì. Xin mời quý vị cùng theo tôi. Xin chào chị Thúy, được chính quyền thôn và lãnh đạo của xã giới thiệu thì hôm nay đoàn làm phim có đến thăm gia đình chị một chút. Được biết là chị hiện nay có những cái mô hình nuôi vật nuôi, đó là lợn giống, lợn thịt, rồi thì một số cái con gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng. Thì hiện nay là muốn hỏi chị một chút, hiện nay cái lợn nhà mình là có bao nhiêu con chị nhỉ, tổng số là lợn? Tổng số là to nhỏ của em là tầm khoảng 50 con. 50 con. Vâng. Nguồn vốn nuôi lợn thì bắt nguồn là từ xã, mới huyện giúp đỡ em trang trại, vốn ban đầu chăn nuôi lợn sinh sản. Từ đó thì em mới dần dần ra, em chăn nuôi thêm lợn gà nữa. Cho hỏi chị một chút thì hiện nay cái lợn nái của mình là bao nhiêu con? Lợn đẻ. Hiện tại là giờ em có 10 con lợn nái. 10 con lợn nái. Thế còn lợn thịt? Lợn thịt thì em có 15 con. 15 con lợn thịt. Vâng. Đây là lợn lợn. Đây là con lợn đực ạ. Lợn đực vâng. Đây lợn nái. Vâng, lợn nái đây. Vâng. Đây hai con nữa. Đây là lợn con để chờ xuất thôi đúng không? Vâng ạ. Vâng. Xin chị có thể cho biết là hiện nay cái tổng số đàn lợn của nhà chị là hơn 50 con rồi. Vâng. Phải nói là rất là tốt rồi. Vâng. Ngoài cái lợn ra thì chị còn cái nuôi gà này, nuôi ngỗng này, rồi một số cái động vật khác. Thì hiện nay là mình ví dụ ngỗng là mình bao nhiêu con? Ngỗng em 15 con ạ. 15 con ngỗng. Vâng. Gà? Gà 100 con ạ. Gà 100 con. Vâng. Thế xin hỏi chị một chút, thì ví dụ như cái quá trình chăn nuôi của chị này, vừa lợn vừa gà này, vừa ngỗng này, rồi một số vật nuôi khác. Vâng. Thì một năm mình thu nhập khoảng là bao nhiêu tiền? Một năm em thu nhập khoảng từ 80 triệu đến 100 ạ. À, 80 triệu đến 100. Thế thì qua cái câu chuyện làm phóng sự hôm nay, vâng, thì chị có đối với nhà nước cần hỗ trợ cái gì không? Giờ thì em muốn nhà nước thì hỗ trợ nguồn vốn cho em để thêm vào em chăn nuôi, em mở rộng. À, mở rộng, mở rộng quy mô chăn nuôi. Mở rộng quy mô chăn nuôi. Vâng. Tới khoảng 40 con lợn nái. À, 40 con lợn nái. Vâng. À, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chị rất muốn là cái sự hỗ trợ của nhà nước. Hiện nay là chú trọng đã nhà nước thì hiện nay đã chú tâm và đã chú trọng đến người dân rất là nhiều rồi, nhưng chúng tôi mong muốn nhiều hơn nữa đến cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền, của các địa phương và của tỉnh, để ý và giúp đỡ những cái hộ gia đình nhỏ như này nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Rồi, cảm ơn chị. Thưa quý vị và các bạn, để đạt được những thành quả như ngày hôm nay, đó là một cái sự nỗ lực, sự quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Hồng An. Để phát huy cái hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, quyết tâm nâng xã Hồng An trở thành xã nông thôn kiểu mẫu và đạt đô thị loại 5 đầu tiên của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.